Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm mà rất là bổ ích. Phần mềm mà trả lời Việt Nam, tự do Bình Dương, Việt Nam và thế giới. Phần mềm này do người Việt Nam viết. Phần mềm này cũng rất dễ sử dụng vì nó là tiếng Việt. Đây là lịch dương, đây là lịch âm, tháng, ngày, tháng, năm. Sau khi các bạn tải về để nén và cài đặt xong thì khi cài đặt xong máy bắt bảo tắt và khởi động lại máy tính. Sau khi tắt khởi động máy tính xong thì chúng ta nó sẽ nằm ở góc này. Chúng ta vào đây, đây, đây. Chúng ta ấn chuột phải, sau chúng ta vào cái nick, chúng ta ấn thay đổi lịch. Đây là cái độ sáng tối của đậm hay là nhạt của cái chỗ này đây. Nhưng mà tớ sẽ để ở đây thì nó rất là đậm, cập nhật đây nó rất là đậm. Thường thường là tớ để đây cho nó đẹp, mờ hết cỡ luôn đấy, mờ rất là đẹp. Và đây là màu của tơ lịch. Này các bạn nhìn cái này các bạn tự hiểu nha. Màu nền của tơ lịch này. Ngày tháng năm này, cái này màu của ngày tháng năm này. Các bạn tùy chọn nha. Rồi ngôn màu hiển thị câu trong ngôn này. Màu tên của tác giả này. Màu ngày lịch âm dương này. Các bạn xong thì các bạn ấn cập nhật nhé. Còn đây, đây là chức năng thay đổi nền của màn hình máy tính. Chuột phải thay đổi nền. Cái này phần mềm tiếng Việt nên các bạn tự tìm hiểu này rất là dễ. Chọn đường link, chúng ta chọn đường link tới tới hình ảnh nha. Cái này cái phần mềm này không tớ không hiểu vì sao mà nhiều khi hình ảnh nhiều cái mục nó không cho hiển thị ở đây. Đây trong ODD có hình ảnh mà coi ở đó không có. Thì vào hình ảnh, tớ sẽ copy cái hình này ra, copy cái mục này ra. Copy cái mục này ra ngoài đây, ngoài ODD. Giờ chúng ta vào lại đường dẫn. Đây, giờ đã có đây. Dân sinh. Thì các bạn chọn hình nào nha, các bạn chọn tất cả cũng được. Tất cả các bạn bôi đen tất cả. Và các bạn ấn thêm tất cả các hình. Rồi, ấn thay đổi hình nền. Đây. Đây là các hình nền đã được chọn. Xong rồi các bạn ở cái chỗ này các bạn ấn đổi khi nạp chương trình không đổi hình nền hoặc là tự động đổi hình nền thì các bạn vào chữ thiết lập thôi. Các bạn chọn là thay đổi theo thời gian ngày tháng, thay đổi theo tuần, thay đổi hình nền theo tháng. Tớ chọn thay đổi hình nền theo thời gian và ngày tháng. Tiếp tục các bạn chọn thời gian thay đổi. Đây là 1 phút, đây là số phút, đây là số giờ.
ta chọn tùy chúng ta chọn chọn cỡ 30 phút được. Khi mà nó đổi hình nền thì máy tính chúng ta nhìn cái máy tính của chúng ta sẽ thấy khác hay mới hơn, giống như mới đổi máy. Sau chúng ta tiếp tục, sau chúng ta kết thúc, đóng cửa sổ. Vậy là xong rồi, tí nữa hình nền sẽ tự động đổi. Sau 30 phút hình nền sẽ tự động đổi một lần, cứ 30 phút hình nền sẽ tự động đổi một lần. Tí nữa tớ sẽ để link phần mềm dưới cho các bạn tải về. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.